Chào cháu. Bé nào mà xinh thế, cười tươi thế mà sáng sớm ở bên chỗ của Cô cháu? ơi, con gặp cô rồi, tôi nhớ nhà nhà bên kia cô. Bé Mai Hả? Hương ở bên Amsterdam đó cô. Đúng, cô Tìm. có cháu có mặt ở đó Hello hả? chị Hana. Good morning phải không? Cô nói good morning mà cô tính nói ngọng, tại ở đây là buổi trưa. Không sao. Không sao, good morning chỗ, chỗ phải không ạ? Em chào chị Hana, Good chị Hà morning. không ạ? Dạ Chị vâng, Hà chào rất hân khỏe. hạnh được gặp chị. Rất hân hạnh được gặp các bạn. Rất hân hạnh cho cái Phúc Châu được đón chị ngày hôm nay. Vâng, đây là nhóm Úc Châu hay là Châu Úc phải không ạ? Của mình là Dạ vâng ạ. nhóm mình là Sydney. Mình Sydney ạ. 6 giờ rưỡi sáng. Rồi, hay quá. Chào các bạn Đâu rất là 6 giờ, bây giờ là 6:15 sáng. Như vậy rồi. là như vậy là mình cực kỳ ngưỡng mộ nhóm châu Úc nhé, tại vì 6 giờ sáng hơn Cảm mà ơn đã chị. dám thức dậy để mà nghe cái này thì tinh thần của mình rất là nghiêm túc, và các bạn sẽ là thêm elite trong một tương lai rất là gần, không sao. Cảm ơn chị Chào rất tôi tiếc. nè nha. Vâng, chào cháu, chào cháu. Chào cô Phạm nha. Chào Dạ cô không dám, cứ cứ gọi tên không được rồi, mình cũng bình thường thôi. anh đấy là anh Thanh Trần, anh nó hơn 70 tuổi đấy đấy chị ạ. À thế ạ, vâng, bây giờ 1:15, vâng, xin chào. Chị xin Dạ chào không các dám. anh chị, xin chào cô Hai Chào. Nè. Ờ đây là cháu Trương, cháu gì Dạ, đấy, tôi Nhị Trương đây. đế về Trương không cháu? Dạ, Ok, cô Nhị Trương gọi. cô này Trương, xin lỗi. nhiều, vâng. Dạ, không sao, chào đón cô đến với Australia. Hiện tại bây giờ là Úc, hiện tại bây giờ đang là 6:15 sáng, Ngưỡng mộ các còn là cháu. chỗ và chúng ta bắt đầu cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay hết. Trước khi chúng ta bắt đầu cái buổi sáng vào ngày hôm nay đó, các anh chị nên chuẩn bị cho mình giấy viết để mà mình có thể cắt nốt xuống Đúng. để mình học, vì đây sẽ là một cái đề tài rất là quan trọng cũng như là giúp cho tất cả các anh chị em hiểu sâu hơn về cái giá trị của công nghệ AI và lý do công nghệ AI có thể đem đến cho tất cả mọi người cũng như là một cái cơ hội kinh doanh rất là lớn, và đặc biệt đó là một trong những cái lý do mà khoa học gia Hana đã quyết định hợp tác cùng với Nuskin đó, các anh chị chuẩn bị đó. Và bây giờ thì tôi thì xin record cái video lại và một số các anh chị em nữa vào trễ thì chúng ta cứ tiếp tục lắng nghe ha. Ok. Rồi Dạ bắt rồi, đầu. welcome cô đến với Ghế Australia. Việc đầu tiên thì một lần nữa cảm ơn cô rất là nhiều đã dành cái thời gian quý báu của mình để mà đến và hỗ trợ cho thị trường Úc. Xin cô giới thiệu về mình chút xíu được không ạ? Dạ vâng, đây là lần đầu tiên cô được cái hân hạnh và cái vinh dự để mà hỗ trợ thị trường châu Úc phải không ạ? Hay Úc Châu gì đó, Úc Châu Dạ châu đúng Úc, Sydney, Australia, thì rất là một cái vinh dự và hân hạnh để làm cái việc này và đại diện nhóm GIVE của chúng mình ha. Thì hân hạnh, rồi. Thì cô làm khoa học gia Ái Hành Trần, sống ở Mỹ hơn 40 năm, từ năm 75 tới giờ, và đã phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm, và cách đây năm 2013, tức là 5 năm gì đó, thì cô đã rời khỏi cái đã từ chức chức vụ khoa học xét nghiệm, giám đốc khoa học xét nghiệm của mình ở Viện Đại học Y khoa George Washington ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn để theo đuổi công việc, để theo đuổi cái đam mê của mình, tức là lúc đó là bắt đầu đam mê khoa học và những sản phẩm, đam mê công ty New Skin, Pharmalex New Skin, nói tóm lại là như vậy. Thì đúng ra là cô biết công ty này đã biết năm 2011 và dùng sản phẩm cho chính mình để nhờ những cái sản phẩm đó mà cô đã hết khỏi bệnh cao mỡ và thiếu máu kinh niên, mà đã dùng thuốc Tây hơn 16 năm, và đồng thời nó cũng hỗ trợ mẹ cô là xuống xuống hết 7 thứ thuốc Tây mà để trị các bệnh như là cao mỡ, cao máu, tiểu đường, rồi rối loạn tiền đình. Rồi thì sau đó cô bắt đầu sau 2 năm, tức là năm 2000, cuối năm 2011 khi cô gặp công ty, cho tới đầu năm 2013 thì cô bỏ hẳn luôn để cô đi theo theo đuổi cái đam mê của cô toàn thời gian, vì nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất đó thì cô nói nhanh nhá, lý do thứ nhất là nhờ công ty, nhờ cái sự tìm tòi học hỏi
tìm hiểu về cái máy biophotonic scanner và những khoa học về Lifehack Nano và những H-Log. Thì từ từ cô mới té ngửa ra là ông xã của cô chết ở một cái tuổi rất trẻ, 53 tuổi. Trước đó mấy chục năm đó, tức là năm 1999 đó, tới lúc mà cô gặp New Skin là 2011 đó, thì cô mới té ra là tại sao ông, cô mới biết là tại sao ông xã cô chết vì ung thư nha. Là từ những cái sự khảo cứu, nghiên cứu và tìm tòi về công nghệ H-Log, Lifehack Nano và cái máy biophotonic scanner, thì cô đã hiểu ra. Và do đó và nhờ sản phẩm của công ty mà cô đã khỏi bệnh. Thành ra do đó cô đã quyết định là cái ngành cũ của cô là về khoa học xét nghiệm, tức là chuẩn bệnh học, tức là phải bị bệnh rồi cô mới chuẩn bệnh ra, rồi cô gửi lên bác sĩ, rồi bác sĩ mới cho toa cho các bạn uống. Nhưng mà đối với công ty New Skin Pharmanex á, nói chính xác hơn là Come Pharmanex á, thì này là ngừa bệnh học, các bạn ngừa bệnh. Tức là cô có những kiến thức, hiện giờ cô đã có những kiến thức học hỏi từ công ty và research nhiều, khảo cứu nhiều. Với công ty này thì cô đã có một số kiến thức mà có thể nói là giúp cho chúng ta phòng chống bệnh. Thành ra cô thấy công việc này nó hay hơn, thành ra do đó cô quyết định đã bỏ hẳn cái chuẩn bệnh học của xét nghiệm để đi theo cái phòng chống bệnh của khoa học Pharmanex New Skin. Thì nói về cô nó chỉ có như thế thôi. Ngoài ra còn nhiều thứ khác mà cô đam mê công ty này để cô đi theo lắm quý vị, còn nhiều thứ khác nữa, nhưng mà đây thời giờ có hạn thì cô chỉ muốn nói về khoa học để các cháu hiểu, để các cháu nên biết rằng đó mình cực kỳ may mắn mà có những cái sản phẩm mà cực kỳ tiên tiến như thế này, do 75 vị khoa học gia có bằng bác sĩ và tiến sĩ ngồi ở trên tổng đài New Skin, tổng cộng là 150 các vị khoa học gia mà cộng tác với New Skin toàn thời gian trên toàn thế giới, nhưng mà 75 vị là có bằng bác, có nhiều người có cả hai bằng, là bằng bác sĩ và tiến sĩ, và có tầm cỡ thế giới. Khi mà họ nổi tiếng tầm cỡ thế giới có nghĩa là họ đã cho ra những cái nghiên cứu và những cái sáng tác mà đã cho ra giúp đỡ được loài người thì họ mới nổi tiếng thế giới được quý vị nhá. Thì cái tầm cỡ nổi tiếng mà giỏi của khoa học gia ở New Skin là như vậy, bởi vậy họ mới lôi cuốn được cô nhá, chứ không phải cô là dễ dầu gì mà bỏ nghề. Cô đã lên đến tột đỉnh của cao nhất của cái khoa học xét nghiệm của cô, là tổng giám đốc của khoa học xét nghiệm 32 năm phục vụ rồi, thì tại sao ở cái tuổi 58 người ta, mọi người sắp sửa về hưu mà cô còn bỏ cô đi theo. Thì nói về cái quan trọng là như vậy. Thì bây giờ đó, hôm nay thì cái đề tài là các cháu muốn tìm hiểu H-Log của New Skin là gì á, thì để cái H-Log đó, của cái khoa học H-Log của công ty New Skin là cái mà nó làm cho mình cực kỳ khác biệt hẳn với những công ty khác. Và từ ngày công nghệ H-Log ra đời đó quý vị, thì Dr. Cho Chang đã tuyên bố rằng là the end of the war is over, tức là cái ngoài kia không có đối thủ nào cạnh tranh nổi mình, là tại vì mình, công ty New Skin đó, là một công ty mà luôn luôn có khuynh hướng cải tiến, và cái hướng tập trung chống lão hóa của họ đó đã giúp cho công ty New Skin luôn luôn tìm những đối tác mới mà có khả năng chống lão hóa này. Thì do đó từ ngày họ bắt đầu mua cái LifeGen Technology đó, thì do đó họ có quyền tuyên bố là the war is over, tức là những công ty khác mà cũng đang trong cái công nghệ chống lão hóa không thể kình địch lại được với công ty New Skin nữa rồi. Là tại vì cái LifeGen Technology đó là được hướng dẫn bởi hai cái ông bác sĩ nổi tiếng thế giới là Dr. Roderick và Dr. Brawler. Thì hai vị này nổi tiếng thế giới, và cái công ty LifeGen Technology do hai vị này cầm đầu đó là nó chứa cả một cái kho tàng về nghiên cứu khoa học chống lão hóa 30 năm. Nó có đầy đủ tài liệu của 30 năm nghiên cứu để giúp cho người con người ta đó trẻ ra hơn mỗi ngày. Nhưng mà khi mà mình nghĩ ra trẻ ra hơn mỗi ngày, là người bình thường nghĩ rằng là đi theo cái công ty này với là đi theo cái công nghệ của H-Log của công ty New Skin thì mình trẻ ra hơn, nhưng mà trong cái đầu của cô á là khỏe ra hơn nhá. Tại vì cái khỏe ra hơn, mình phải khỏe ra mình mới trẻ ra quý vị. Thành ra nói, nếu mà nói anti-aging đối với cô nó không có đủ, mình phải nói là proactive prevention, tức là phòng chống bệnh tật đó quý vị nhá. Thành ra khi nói về LifeGen Technology là quý vị nên nghĩ như vậy nhá. Thành ra đây là cái LifeGen Technology là được mệnh danh là hàng đầu, đứng hàng đầu trong cái việc nghiên cứu về lão hóa ha. Và 30 năm di truyền học bây giờ nó nằm ở trong tay của mình, nếu mình chỉ cần cộng tác với công ty New Skin mà thôi ha. Thì công trình mà nghiên cứu của họ đã được trích dẫn ra rất là nhiều bởi những khoa học gia nổi tiếng khác. Họ, tức là công ty New Skin đó, cũng được trích ra rất là nhiều. Ngoài cái LifeGen còn có nhiều khoa học gia nổi tiếng khác mà cộng tác với công ty, chẳng hạn như Dr. Mark Bartlett, ông này là
chùm của cái công nghệ chất chống oxy hóa ở ở NIH là National Health Institute, là một cái viện khoa học về sức khỏe nổi tiếng và cực kỳ được vinh dự, tức là được tôn vinh ở nước Mỹ, quý vị. Thì ông này đã cũng nghỉ ở cái khoa học cơ quan khoa học sức khỏe Hoa Kỳ quốc gia đó, của quốc gia Hoa Kỳ đó, mà để cộng tác với công ty New Skin. Rồi ngoài ra Dr. Mark Bartlett, rồi ngoài ra Dr. Cho Chang nữa chứ, quý vị. Ông này đã từng là cộng tác cho Đại học Harvard ở Hoa Kỳ mà. Thành ra mình, cô chỉ nhìn vô cái panel là cái thành phần mà những cái người mà học hành của công ty New Skin này là cô thấy sẵn rồi, cô thấy là mê quá rồi. Không có còn cái gì nữa mà để nghi ngờ, mà những cái gì mà họ sản xuất ra mình phải nghi ngờ gì nữa cả nhá. Thì cái và từ bộ óc của 75 khoa học gia đó, cộng với 150 gia khoa học gia có bằng bác sĩ và tiến sĩ trên toàn thế giới, mà cái công nghệ ASOP nó tuyệt vời đến như vậy, thì cô phải nói cái người mà đứng đầu những chương trình này là ai để các cháu hiểu cái tầm quan trọng vậy thôi ha. Thì nếu bây giờ nói về cái lĩnh vực, nói về ASOP đó, quý vị nên nghĩ như thế này nè. ASOP là khoa học về biểu hiện gen, tức là mình sinh ra mình, cái bộ gen của mình không bao giờ thay đổi, nhưng mà cái thay đổi đó là cái biểu hiện gen của mình. Thì cái biểu hiện gen nó thay đổi là tại vì cái gì cho mình cho vô người, mình ăn cái gì đó, và những cái xúc tác bên ngoài và cái xúc tác bên trong là nội cho nội ha, là cái mình ăn vô là nội, còn cái bên ngoài là môi trường sinh sống, ánh sáng mặt trời, nước và những cái gì bên ngoài nó đập vô, nó làm cho cái biểu hiện gen của mình thay đổi. Và vì vậy quý vị có thể tưởng tượng rằng đó, nói về khoa học biểu hiện gen đó, thì quý vị có thể tưởng tượng rằng nếu mà hai anh em sinh đôi, một người ở một nước nghèo, một người ở một quốc gia giàu, thì cái người hai người đó cùng bộ gen, nhưng mà cái anh mà ở quốc gia giàu ăn uống đầy đủ và môi trường trong sạch, thì ảnh sẽ vẫn trẻ hơn và khỏe hơn và sẽ sống lâu hơn cái anh cũng cùng bộ gen đó, mà ở môi trường nghèo, cái môi trường nó dơ bẩn rồi ăn uống không đầy đủ, thì anh đó cùng bộ gen nhưng cái biểu hiện gen của anh sẽ phát biểu thiếu thốn bệnh tật, và do đó ảnh có thể chết sớm. Thì cái khoa học biểu hiện gen nó đại khái quý vị có thể hiểu nôm na nó là như vậy ha. Thì nếu mà nói về khoa học biểu hiện gen đó, thì năm 1953 đó quý vị, thì ông Dr. James Watson Francis Crick là thứ hai, và vị thứ ba là Rosalind Franklin, và đã phát hiện ra cái cấu trúc của di thể hay là của DNA là gì. Và vì vậy cái lĩnh vực di truyền học đã tiến bộ với một cái tốc độ rất là tuyệt vời, có nghĩa là đến năm 2003 đó, thì toàn bộ gen của con người mình đã được sắp xếp theo trình tự và đã được giải mã, quý vị. Và từ sự tiến bộ này đó, thì mình mới được biết rằng con người ta có từ 20.000 cho đến 30.000 cái bộ gen ở trong người, quý vị. Và khoảng 1/10 của cái số gen này liên quan đến cái việc điều chỉnh sự biểu hiện gen của 9/10 cái bộ gen còn lại, quý vị ha. Thì khoa học gia của mình đã tìm hiểu rõ hơn cái cách biểu hiện gen thay đổi theo tuổi tác và làm thế nào để tác động bên ngoài của nó, tức là tác động lên cái gen để nó biểu hiện tốt hơn ha. Thì cái đó là công nghệ ASOP, nó là đại khái nó là như vậy. Thì Life Gen Technology của New Skin đó đã bắt đầu bằng một phương pháp là họ đo lường cái tiến trình lão hóa đó, là bằng cách sử dụng tiến trình của biểu hiện gen. Và từ công nghệ này đó, họ đã xác định được cái bộ gen quan trọng mà họ gọi là siêu chỉ điểm lão hóa, thì cô dịch tiếng Việt là như vậy. Còn tiếng Anh nó gọi là Aging Super Marker, thì tiếng Việt mình gọi là siêu chỉ điểm lão hóa. Và họ đó đã có phương pháp, họ tức là Life Gen Technology khoa học gia đó, thì họ đã có phương pháp chống lão hóa có hiệu quả bằng cái sự can thiệp qua đường ăn uống mà do họ nghiên cứu. Và từ đó họ đã có phương pháp để xác định những cái gen mà liên quan đến lão hóa một cách nhanh chóng và chính xác. Thì họ đã nghiên cứu nguyên một cái hệ gen mà chỉ cho một con chip sinh học nhá, và độ trừ 1 inch, quý vị ha. Thì điều đó đã có thể cho họ đưa đến một kết luận cho từng mô tế bào của cơ thể mình, ví dụ như là tim, não hay là cơ bắp, quý vị nhá. Thì có những cái bộ gen đặc biệt nào tùy thuộc vào những cái mô đó để dẫn đến sự lão hóa, và do đó họ điều chỉnh được cái quá trình lão hóa của từng mô một trong cơ thể con người nhá. Thì vì vậy mà họ có được một cái nhìn tổng thể mà người khác không thể có được khi tập trung vào những cái gen đơn lẻ. Người khác tức là công ty khác đó quý vị ha. Công ty khác họ cũng là chống lão hóa, nhưng mà họ chỉ tập trung vào những một cái gen, một hai cái gen một, nhưng mà của mình là cả một con chip sinh học mà gồm nhiều cái hệ thống gen khác nhau nha. Ok, thì cái đó là sự khác biệt của công ty mình với các công ty khác. Thì những công ty khác đó là chỉ có thể tập trung vào một cái gen thôi và một cái quá trình duy nhất,
và tìm ra một một chất đơn lẻ nào đó để tác động lên cái hướng chống lão hóa. Trong khi với kỹ thuật của New Skin đó quý vị, thì khoa học gia của mình có thể đo lường được, đánh giá được, mà cách đánh giá được các cái hợp chất dinh dưỡng mà tác động lên nhiều hệ thống gen và đồng thời lên nhiều cái con đường dẫn đến cái sự lão hóa. Vì vậy cho nên nó là một cái thuận lợi rất lớn để mà họ có thể kiểm soát được quá trình, họ tức là khoa học gia của mình đó, có thể kiểm soát được quá trình lão hóa và thiết kế các yếu tố này để can thiệp cái sự lão hóa của con người, quý vị nhá. Thì các công nghệ mới nhất mà đang làm cho cái nhiệm vụ này khả thi hơn á, là bây giờ đó là họ dùng cái con chip mà hồi nãy giờ mình nói, đó là cái hình vuông một inch thôi, thì nhờ cái con chip sinh học đó mà khoa học gia New Skin đã có thể đo được sản lượng là cái sự sản xuất ra, mà cái chức năng của nó đó, của cái gen đó, của một cái những cái gen mà trong bất kỳ cái mô nào, như là tế bào, mô cơ, mô óc, mô tim, hay là mô cơ bắp của mình, hay là gì đó không quý vị ha. Thì bằng cách đo những cái sản lượng công việc đó, thì khoa học gia của New Skin đã có thể theo dõi của các cái protein mà tạo ra, mà có cấu trúc, như là chẳng hạn như là về da đó, thì mình cái protein của da là collagen hay là elastin quý vị ha, hoặc là các cái enzyme như là trong cái hệ thống mô cơ của mình ha. Thì thí dụ như là như vậy, thì khoa học gia mình đã tìm ra được những cái xúc tác mà cho tất cả những phản ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể mình bằng cách điều khiển cái tổng số của một cái thức ăn, một cái bộ thức ăn nào đó mà cho vô trong người mình, mà nó có thể làm được cái chuyện này, làm được cái phản ứng sinh hóa này xảy ra một cách tốt đẹp hơn, để cho mình có cái biểu hiện gen tốt hơn, tích cực hơn đó quý vị. Thì vì vậy đó, bây giờ mà khoa học gia New Skin của mình có thể đo được cái quá trình lão hóa ở cấp độ di truyền và xác định được các yếu tố bên ngoài tác động như thế nào đến cái quá trình này, tức là những cái yếu tố bên ngoài, tức là những cái thức ăn mình cho vô mà tác động để thay đổi cái gen của mình, thay đổi luôn cả cái biểu hiện gen của mình nha quý vị ha. Thì nói một cách đơn giản đó là nhờ cái khoa học AgeLock của công ty New Skin đó mà mình có thể ảnh hưởng đến tuổi già ở một cấp độ di truyền, phải không? Thì đây là một thực sự đó, một cái khái niệm rất là tiên tiến và tự do, một cách rất là tự do và tiên tiến quý vị ha. Thì tại vì New Skin, khoa học gia của New Skin đã tập trung vào DNA của tế bào, tức là tập trung vào cái di thể của tế bào mà thôi, là cái DNA đó quý vị. Thì những cái ảnh hưởng của DNA này đã khiến cho New Skin trở nên khác biệt về khoa học chống lão hóa đối với các công ty khác quý vị. Thì thí dụ như là cách mình ứng xử với làn da của mình như thế nào, và cách mình ứng xử như cái thói quen dinh dưỡng của mình như thế nào, nó sẽ có tác động. Thói quen dinh dưỡng ở đây là nói về sản phẩm bổ sung của công ty New Skin đó. Mình khi mình biết rằng nhờ cái máy biophotonic scanner mình đo và mình biết rằng mình ăn uống không đầy đủ đó quý vị, rồi mình phải bổ sung, thì cái đó là cái dinh dưỡng mà cô muốn nói đến ở đây nha. Thì cái thói quen đó, những cái thói quen dinh dưỡng đó và những cái thói quen mà mình đối xử với cơ thể, với cái làn da của mình hàng ngày đó, như là cái máy Lumi, tí nữa cô sẽ xác minh rõ hơn nhá. Thì cái này là cô đang nói tổng quát về cái công nghệ AgeLock là như vậy. Thì cách mình đối xử với làn da là như thế nào, và cách mình dinh dưỡng với cơ thể mình như thế nào, thì do đó mình có thể tác động mạnh mẽ lên cái biểu hiện gen của mình một cách tích cực hay là tiêu cực quý vị nhá. Thì New Skin đã tận dụng khoa học này để giúp con người hướng dẫn phát triển một cách tích cực là qua sản phẩm của họ là như vậy. Bây giờ đó thì cô sẽ nói về cái khoa học về biểu AgeLock của công ty New Skin, là cô nói tổng quát để mà đời thường có thể các cháu nghe có thể hiểu mà đi ra có thể chia sẻ một cách hữu hiệu ở ngoài kia. Nếu mà các bạn chỉ nhớ là biểu hiện gen được thay đổi tích cực hơn là do cái sự đối xử bên ngoài và cái đối xử bên trong, tức là mình ăn uống cái gì vô, tức là cả trong lẫn ngoài. Nhưng mà theo cái sự đọc và hiểu biết của cô tới hiện tại đó, là nếu mình muốn được trẻ ra một cách tích cực hơn và mình muốn được khỏe, phòng chống bệnh tật một cách hữu hiệu, hoặc là mình đang bệnh rồi mình muốn được khỏe ra đó, là 80 phải từ bên trong, tức là cái sản phẩm bổ sung ở bên trong cực kỳ quan trọng quý vị, và 20% là bên ngoài nhá. Thì cái đó là cái căn bản quý vị nên nhớ nhá. Thì bây giờ đó thì cô sẽ đưa ra hai cái thí dụ bên ngoài bên trong cho quý vị. Thì bên trong mình có rồi cái công nghệ AgeLock, tất cả những cái sản phẩm nào có cái chữ AgeLock, thường thường nó màu trắng và nó có cái dấu hiệu đó quý vị, dấu hiệu AgeLock. Thì ở nhà cô có cái Vitality,
Thì đây là sản phẩm đầu tiên mà cô gặp khi mà cô gặp gặp công ty này. Thì khoa học gia của New Skin đã tập trung vào các cái gen. Nha, bây giờ cô nói về ageLOC ở bên trong thì tập trung vào các cái gen mà điều điều chỉnh của cái chức năng ti lập thể của cái sản phẩm này là cái mitochondria đó quý vị. Thì là những cái gen mà nó làm cho tế bào cơ thể của mình khỏe mạnh và có nhiều cái mitochondria, tức là ti lập thể nó có nhiều trong óc, tim và cơ bắp quý vị. Thì khi mà mức năng lượng của ti lập thể mà giảm đó thì mình sẽ già đi một cách nhanh chóng. Nhưng mà nếu mà mình có một cái công thức mà trong này nó có ba thứ là nhân sâm đỏ, đông trùng hạ thảo và trái lục, và cái sự kết hợp của ba cái này đó nó giúp cho mình có ba cái ưu điểm là cái biểu hiện gen của mình thay đổi một cách tích cực tới 93%, là nó giúp cho mình đầu óc minh mẫn hơn và tức là mental acuity, tức là đầu óc của mình nó sẽ minh mẫn và bén nhạy hơn ha. Rồi physical vigor, tức là nó làm cho cơ bắp của mình săn chắc ra, trong khi mình già thì cơ bắp mình teo lại và do đó mình yếu lên, mình yếu ra. Còn cái anh này đã sẽ giúp cho mình cái cơ bắp săn chắc trở lại, và do đó mình có cái stamina, tức là cái sức chịu đựng về dẻo dai hơn, và đồng thời mình tăng cường cái sinh lý của mình. Là vì vậy quý vị nhá, thì đó là cái mà dinh dưỡng đi vô mà nó tác động tích cực lên biểu hiện gen của mình, và nó giúp cho mình tới 93% cái biểu hiện gen thay đổi một cách tích cực nhá quý vị nhá, là tăng cường trí lực, tăng cường thể lực và tăng cường tinh lực, là như vậy. Thì cái là ví dụ nhất. Thì tất cả những cái sản phẩm bên trong quý vị dùng nó, kể cả S-Lock cũng vậy, No ageLOC Youth đó, thì nó cũng có những cái ích lợi khác, nhưng mà quý vị thì cần nhìn cái chữ ageLOC là quý vị biết là nó tác động về gen của mình rồi ha. Thì cái đó là thí dụ thứ nhất mà cô muốn nói về Vitality. Bây giờ cái ích lợi thứ hai đó là đây là cái Lumi Spa, là một cái sản phẩm đang rất là hot nha quý vị nha, là một sản phẩm đang rất là hot và nó tác dụng về da của mình. Thì trong cái hệ thống này, cái này là khoa học về di chuyển tế bào thì mình không nhắc ở đây tại nó không phải là khoa học ageLOC. Nhưng mà nhờ cái khoa học di chuyển tế bào này mà nó giúp cho cái này là khoa học ageLOC nè quý vị, là sản phẩm là của cái kem, của cái máy. Và cái sản phẩm này trong đó nó có năm cái thành nó có nhiều thành phần khác cộng với năm cái thứ hoa mà cô đọc ở trong một cái tài liệu nào đó, thì nó làm cho tác dụng tích cực lên biểu hiện da. Và khi mà cái máy này nó di chuyển với cái tác động là micro pulsating oscillation đó, tức là di chuyển ngược chiều và đồng thời nó pulsating, tức là nó tác động như vậy nè, tức là nó mở xa của mình và nó đi như vậy. Thành ra cái nó làm cho mở cái lỗ chân lông mà có chất bẩn ở trong đó đó, thì nó mở ra sẵn mà, thành ra nó đẩy cái kem với công nghệ ASOS này vô da của mình và nó làm mềm đi tất cả những chất bẩn và nó lôi ra ngoài mặt với cái tác dụng này quý vị nha. Và vì vậy, và khi mà cái tế bào mình được pulsating thì như thế này và đi như thế này đó, thì không những nó lôi cái chất bẩn ra da ra, mà chính khoa học xét nghiệm và của công nghệ ASOS đã chứng minh rằng á, thì là mỗi khi mà mình dùng cái máy này á, nó là một cái trị liệu, là tại vì á, cái tế bào da của mình nó được tập thể dục và do đó nó tự nhiên nó phát ra bốn cái protein chất đạm mà là cấu trúc của tế bào của mình, và bốn cái chất đạm đó thì cô không nhớ cái số 4, nhưng mà ba cái đầu rất là quan trọng thì cô nhớ, thì là elastin và collagen và beta quercetin, là ba cái thành cấu ba cái protein chất đạm mà là cấu trúc cho tế bào da của mặt mình. Do đó mỗi lần mình dùng cái máy này 2 phút là mình trị liệu cho da mặt mình và làm cho da mặt mình sạch sâu hơn, là nhờ cái tác dụng chạy của nó, và đồng thời nó làm cho mình regeneration, tức là nó làm cho tái tạo làn da của mình, cấu trúc của da của mình, là tại vì nó giúp cho da của mình được tạo ra bốn cái protein là cấu trúc của da đó quý vị. Thì do đó công nghệ ageLOC nó là như vậy ha, nó là như thế. Thành ra bây giờ thì nói về ageLOC thì cô chỉ muốn nói tóm gọn là bằng đó thôi các bạn. Thì các bạn có câu hỏi nào thì cứ đưa ra cho cô. Nhưng mà cái đó ageLOC tức là khóa lại. Khi ra chia sẻ quý vị có thể nói ageLOC là age là tuổi, còn lock là khóa lại tuổi, và dựa vào khoa học của biểu hiện gen ha, là của cái DNA, cho nên nó dựa vào, nó khóa lại tuổi tác dựa vào cái gốc, tức là cái gen của mình, chứ không phải là chỉ có chép lên rồi nói là chống lão hóa, là cái đó là tầm 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 xào các bạn ha, cái đó không không có đáng để ý tới nhá. Thì của mình khác biệt là nhờ đó, và các bạn cứ nhớ đại khái là mình nắm trong tay 30 năm cái chương trình nghiên cứu về công nghệ chống lão hóa do cái LightGen Technology. Thì đó là những cái khác biệt về ageLOC của công ty mình so sánh với các công ty khác mà cô cực kỳ hãnh diện, và các bạn cũng nên hãnh diện chung với cô về vấn đề này nhá. Thì bây giờ cô không biết là mình còn bao nhiêu phút, thì bạn nào có câu hỏi thì các cháu cứ đọc rồi liệu ra cho cô nhé. Cảm ơn cô rất là nhiều cho cái bài học sáng hôm nay về cái công nghệ ageLOC rất là tuyệt vời.
có thể là mình nghe mình học cũng nhiều, nhưng mà bây giờ với một cái người chuyên môn nhưng mà mình nói ra thì bây giờ mới vỡ lẽ ra được rất là nhiều và tự tin hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta nên tập trung, các anh chị em mà có những cái câu hỏi và những cái thắc mắc thì chúng ta nên tận dụng cái thời gian này để mà mình đặt những cái câu hỏi cho cô Anna nhé. Xin mời các anh chị, chúng ta chỉ còn chút xíu thời gian thôi. Xin mời các anh chị, chúng ta bắt đầu. Còn nếu như không, tôi thì sẽ có những cái câu hỏi tổng quát. Xin mời các anh chị. Nếu như mà các anh chị chưa có chuẩn bị thì tôi sẽ có một cái câu hỏi tổng quát cho cô Lâm. Cô ơi, khi mà khách hàng họ sử dụng về cái sản phẩm của YSN thì có một số khách hàng họ có những cái biểu hiện, có nghĩa là cảm thấy nóng ở trong người và bị hốc đó cô. Có nghĩa là họ cảm thấy giống như là không phải là khó thở mà lúc nào cũng bị khô ở cái khung ngực. Yeah. Thì đó là cái biểu hiện gì của sản phẩm? Trước tiên là họ uống không đủ nước cho. Gần như là cô chắc chắn là 90% là cô nghĩ trong đầu là họ uống không đủ nước. Là tại vì thật sự đa số con người mình không có uống đủ nước mà mình không biết luôn á. Mà đông lắm nhá. Chắc cũng khoảng 50%. Đây là cô không ngạc nhiên. Thì cái vấn đề đó, mỗi lần mình uống hai viên của ấy đó là mình phải uống, mình để lý tưởng đó là mình phải uống gần bằng một cái cốc trà này nè quý vị, nước. Nhá. Tức là cái thứ nhất, cái thứ hai đó là uống trước khi mà bữa ăn. Tức là khi mình sắp sửa mình ngồi xuống mình ăn bữa ăn, mình uống nó vô rồi mình ăn đồ ăn đè lên để mà đồ ăn đẩy nó xuống sâu trong bao tử của mình thì mình sẽ không có cảm giác đó. Dạ. Yeah. Cháu đồng ý không? Cháu cứ hỏi, yeah. Cháu cứ bảo họ làm thử đi rồi sẽ thấy không còn cảm giác đó nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Và một cái câu hỏi nữa là nếu như mà một người bị bệnh tim đó thì nên uống gì? Câu hỏi này của Ly Lê Nguyễn. Vâng, rất là vâng. Tim thì tất cả những cái gì mà bổ dưỡng và hỗ trợ cho tim á là phải có chất marine omega, thì mình có ở trong ế lốc white span, right? Rồi cái thứ hai có một marine omega là bên mình có Life Pack Nano không? À chắc không rồi. Là dạ, mình có cái chai marine omega riêng phải không ạ? Thì dùng cái đó nhá. Thì nếu mà hỗ trợ tim á, mình cũng đồng thời có những cái thứ mà tim hỗ trợ tim nữa là trong Life Pack, những cái thành phần trong Life Pack là cũng hỗ trợ tim. Nhá, thì nếu mà hỗ trợ tim tổng quát á, tổng thể luôn á, chứ không phải tổng quát, tổng thể luôn á, là mình dùng Life Pack cộng với Marine Omega là cho tim. Rồi tại vì trong Life Pack có Nano, cô Q10 thì phải. Cô biết Life Pack Nano có, nhưng mà Life Pack thì cô không nhớ, nhưng mà cô nghĩ là chắc có. Tại vì cái chất bổ cho tim á, là Nano Siêu Cô Q10. Thì do đó Life Pack là một, và Marine Omega cũng bổ tim là hai. Và cái thứ ba đó là chính xác luôn là hỗ trợ tim á, là A-Lock White Span. Nhá. Okay. Cô rất là nhiều, rất là tuyệt vời. Các anh chị em nào còn câu hỏi cho mình đi ạ? À? Các chị em thì nào? Chào em, chào em anh này. Ok, xin mời. Dạ. Cô ơi, hello cô, hello cả nhà. Dạ. Cho con hỏi, giống như anh con ở bên Việt Nam đó, mà ảnh đang giống như là bị đình chỉ là A đó, với lại ảnh thức khuya nhiều quá. Do bây giờ ảnh bị giống như là kêu bằng cái sinh lý nó hơi yếu á cô, với lại bị bệnh chỉ thì mình hợp tác cái gì để cho anh uống cô? Đây Việt Nam phải không cháu? Thị trường Việt Nam. Dạ dạ. Thì mình dạ, dùng Việt Nam đó, để hỗ trợ sinh lý yếu thì mình có cái sản phẩm hồi nãy cô nói là tăng cường trí lực, thể lực và tình lực đó, là R Bình Phương. R2 ở bên đó gọi là R2, thì cô gọi là R Bình Phương, là dịch sát từ tiếng Anh là R square đó nhá. Cái đó là một. Và đồng thời chỉ đó thì bên đó có White Span. Cái sản phẩm mà chỉ chính xác nhất á, là Vein Formula, nhưng mà chỉ có bên Mỹ có thôi. Nhưng mà bên đó không có đó thì mình dùng thêm cái White Span cũng được cháu nhá. Ok, tại vì cái White Span công dụng của nó là chống viêm. Thì chỉ thì cái vein nó sưng lên thì nó mới bị như vậy phải không ạ? Thì bây giờ cái chống viêm, tức là chống luôn tất cả những cái viêm gì trong người của mình, thì là White Span. Thành ra nếu mà dùng kết hợp R square với lại White Span thì nó có thể hỗ trợ cả nguyên cái tình trạng của ông anh của cháu nhé. Dạ dạ. Rồi, okay. Có cảm rồi. Cảm ơn em Dung. Xin mời Xu Huỳnh. Qua cho em xin hỏi cô là cho con hỏi bé gái mà bị lăng ben trên mặt đó thì cách trị như nào? Ok, lăng ben thì thường thường là do hệ thống miễn nhiễm yếu. Thì cái bé gái này bao nhiêu tuổi cháu? Bé gái 11 tuổi con. Ok, mà ok như vậy là bên đó không có chân gà mô cho con nít, thì mình dùng Life Pack
Lifehack 11 tuổi thì mình dùng một viên cái gói Lifehack ở bên châu Âu là ba viên hay 4 viên trong đó cháu nhỉ? Dạ 4 viên con. 4 viên thì là một người người lớn là 8 viên một ngày đó, thì cái bé này 11 tuổi mình có thể dùng 2 viên một ngày. Sáng 1 chiều 1 để gia tăng hệ thống miễn nhiễm của cháu lên. Hiểu không? Và đồng thời phải uống GG đó là G3 đó. Nhá. Uống hai cái đó. Dạ thôi chị cô. Cứ là chủ yếu chỉ cần gia tăng hệ thống miễn nhiễm thôi, nhá. Xin chào cái nhà. Hello chị Anna. Vâng. Xin chị cho em hỏi, xin chị em hỏi. Dạ không sao ạ. Nếu với một người mà trong cái tình trạng não bộ của họ vừa bổ và rác sọ não là khoảng 6 tháng thì họ sẽ dùng những cái gì cho nó tích cực nhất? Vâng vâng. Bây giờ đó thì là white span. Ok, tại vì Y-span nó hỗ trợ tới 1.500 gen trong con người mình, thì cái một trong những cái mà nó hỗ trợ nhiều nhất cũng là thuộc về bộ óc á. Thì cái thứ hai là Lifehack với lại Marine Omega, tại vì cái bộ óc của mình á, một trong những thức ăn của bộ óc của mình á và là cấu trúc tế bào cho óc á là Marine Omega. Nhá. Thì trong Y-span có Marine Omega và ở bên đó có bán Marine Omega riêng nữa. Thành ra nên cho cái vị này uống 4 viên Marine Omega cộng với lại 4 viên White Span mỗi ngày. Nha. Mà nếu mình có thể để cho giúp sức khỏe hồi phục nhanh hơn á, là toàn thể cái không phải chỉ có bộ óc không mà toàn thể cơ thể người này phải khỏe mạnh thì nó mới ảnh hưởng cái bộ óc một cách tích cực hơn, thì cái vị này vẫn phải uống Lifehack. Nhá. Thì đó là 3 thứ tối thiểu mà vị này cần dùng nhá. Dạ. Vâng. Cảm ơn các anh chị đã có những cái câu hỏi rất là quan trọng cho cô Hana, và cũng cảm ơn cô Hana rất là nhiều đã cho những cái câu hỏi rất là xác thực trong cái sản phẩm cũng như là cái chương trình này. Và thời gian thì chúng ta đã hết rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều đã dành cái thời gian quý báu của mình cho một nhóm tiếp của Úc. Yeah. Hy vọng là trong cái tương lai rất là gần, cô có thể dành thêm của mình để mà hỗ trợ thường xuyên hơn. Vâng, vâng, cô sẽ rất là vinh dự và hân hạnh để được gặp các cháu một lần nữa nhé. Ok. Dạ, cảm ơn bà. Bây giờ chúng ta say goodbye cô Hana nhé. Vâng, xin chào ạ. Xin chào. Chào chị. Em chào chị. Vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, không có gì ạ. Xin chào. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, xin chào. Xin chào chị Trường. Chúng em sẽ hy vọng là gặp chị. Vâng, một ngày gần sẽ gặp. Dạ. Vâng, xin chào. Cảm ơn chị rất nhiều thời gian quý báu của chị. Cảm ơn ạ.